Sau khi dự khán trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hàn Quốc chiều 9 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã ở lại ăn tối với huấn luyện viên Mai Đức Chung và các thành viên trong ban huấn luyện. Động thái này của thầy Park một lần nữa cho thấy tình cảm đặc biệt mà ông dành cho người đồng nghiệp Mai Đức Chung nói riêng, cũng như các thành viên đội tuyển nữ nói chung. Dự kiến, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 15 tháng 2. Sau khi nghỉ tập luyện gần một tuần, thì vào sáng ngày thứ Bảy 8 tháng 2, thầy trò câu lạc bộ Hà Nội đã quay trở lại tập luyện để hướng tới mùa giải 2020. Với lịch thi đấu cập nhật mới nhất từ VFF, câu lạc bộ thủ đô sẽ còn chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch mới nhất thì trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 3. Hiện tại, đội bóng của bên Trung Hê Sông đang ở Yangon để tham dự AFC Cup 2020. Mới đây, đại diện của FC Tokyo đã đến Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào bóng đá trẻ, mà câu lạc bộ Sài Gòn là đối tác tiềm năng mà đội bóng Nhật Bản đang hướng đến. Tokyo là đội bóng chuyên nghiệp đang chơi ở dần bóng đá nhân nghề Nhật Bản J-League One, là một trong những câu lạc bộ xây dựng nền tảng bóng đá trẻ cực tốt. Họ thiết lập hệ thống đào tạo theo mô hình kim tự tháp với chân đế là bóng đá học đường, có sự tham gia thường xuyên của hơn 4.500 em học sinh. Trong văn bản gửi tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đại diện của FIFA nhấn mạnh tới yếu tố tự do tiến hành các cuộc bầu cử của các liên đoàn thành viên mà không có bất kỳ một bên thứ ba nào có thể can thiệp. Hành vi vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt rất nặng, bao gồm cả việc đình chỉ tư cách thành viên FIFA. Trong trường hợp đó, đội tuyển Thái Lan sẽ bị gạch tên khỏi các giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức, trong đó có vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Và các đội bóng cùng bảng với đội tuyển xứ chùa vàng ở vòng loại này, trong đó có đội tuyển Việt Nam, sẽ không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Cuộc bầu cử của Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 2 tới đây. Nhiều phương án được đặt ra, nhưng nổi bật nhất là nỗ lực giúp Tú Trinh trở thành học trò của huyền thoại điền kinh của nước Mỹ, cựu vua tốc độ thế giới Carl Lewis, người từng giành đến 9 huy chương vàng qua 4 kỳ Olympic và hiện đang huấn luyện tại câu lạc bộ điền kinh của trường đại học Houston. Tuy nhiên thời điểm này đã quá trễ để đưa Lê Tú Trinh sang Mỹ tập huấn nhằm vươn đến những chuẩn tham dự Olympic ở các cự ly sở trường 100m và 200m. Cho nên Tú Trinh vẫn sang Mỹ nhưng sẽ tập luyện cho các mục tiêu xa hơn, đó là SEA Games 2021 và ASEAN 2022. Trong trường hợp tham dự các giải đấu trong nhà lẫn ngoài trời ở châu Âu và Mỹ nhưng không thể giành được chuẩn dự Olympic 2020, vẫn còn giải pháp khác cho Tú Trinh đến Tokyo tranh tài, tức là dựa vào hai suất ưu tiên, một vận động viên nam và một vận động viên nữ mà Liên đoàn Điền kinh thế giới dành cho quốc gia chưa có vận động viên đoạt vé chính thức.